Welcome back to my channel. Xin chào các bạn, trong video này mọi người hãy cùng mình thử tải game trên chợ ứng dụng dành cho PC. Nó giống như kiểu CH Play ấy, nó là Microsoft Store. Đây sẽ một cách khác để mọi người tải game nếu như mà các bạn gặp vấn đề hoặc là khó khăn khi tải trên trang web chính chủ của Mac nhé. Đầu tiên thì mọi người vào chợ ứng dụng. Đây, tên của nó đây, các bạn hoàn toàn có thể mở cái tab Windows lên mà gõ nếu như mà mọi người không nhìn thấy trên màn hình nhé. Mình sẽ phóng đỏ thông cảm. Đây, tìm Mac Arena này. Đây, nó ở đây nha. Bấm vào này. Và mọi người sẽ chọn Get. Nó cũng giống như kiểu trên CH Play thôi. Nó sẽ đang bắt đầu cài đặt cho các bạn nha. Để xem nó có bị xung đột không nhỉ. Thường thường mà trên điện thoại sẽ không thể cài được hai phiên bản đâu. Đây, đang cài đặt nha. Nó đang cài đặt nha các bạn ơi. Rồi. Play thử nha. Cài xong rồi đấy, nhanh nhỉ. Ở đây có cấu hình không? Ở đây nó... nó không... không biết xem cấu hình ở chỗ nào đây nhỉ? Đây, đây chính là cấu hình của nó nha. Đây, các bạn xem máy tính của các bạn có đáp ứng được yêu cầu không? 6GB RAM này. Nhầm, 5GB RAM này. À đâu? Ui dồi, nó ghi chấm phải khó nhìn quá. 6 cả 5, 6GB, 5GB này. Coi nào, coi 3 này. Intel này. Ok. Ui, nó ghi chồng chất này khó nhìn quá nhỉ. Cái này là khuyên dùng này. Cái này là minimum này. Cái này là... ui, cái này nó ghi đây díu lại với nhau này này. Này, 8GB này. Coi 5 này. Ok. Mình ấn play thử nhé. Đây là giao diện của nó này. Nhìn cũng... ok. Mình hiểu rồi. Có lẽ mình phải gỡ cái phiên bản. Gỡ cái phiên bản mình đang dùng đi rồi. Đúng rồi các bạn ơi. Nó xung đột các bạn ạ. Nó xung đột. Mình sẽ phải gỡ cái phiên bản mình đang dùng đi. Đây, chắc mình phải gỡ cái phiên bản này đi các bạn ạ. Mọi người hãy vào Control Panel. Chọn Program. Chọn cái dòng đầu tiên. Rồi tiếp đến hãy tìm đây. Mình sẽ gỡ cái này đi nhá. Ấn chuột phải. Chọn uninstall. Không có lý do gì cả. Cứ nhấn vào một lý do nào đó đi. Comment thì không cần. Gửi. Nó sẽ gỡ cài đặt nhá. Chú ý, đoạn này gỡ cài đặt mất rất nhiều thời gian và gần như nó không chạy. Lý do là đang có sự xung đột trong máy của mình. Nếu các bạn gặp phải trường hợp này thì hoàn toàn bình tĩnh và chờ đợi nhé. Đoạn này mình không tua để cho các bạn thấy rằng là gặp thì cứ bình tĩnh và chờ đợi, không có gì phải luống cuống, đừng bấm linh tinh. Bấm linh tinh máy sẽ bị đơ. Lỗi gì à? Sao nó lâu vậy ta? À đây rồi, nó đang chạy rồi. Chắc là nó xung đột cái gì đó. Kiểu hiện tại mình đang là hai ứng dụng trong máy ấy. Vừa ứng dụng trên web, vừa ứng dụng trong chợ ứng dụng nên chắc nó đang bị xung đột. Game này chúng ta không thể cài được hai phiên bản trên cùng một máy nhé. Không thể cài được nhé. Mình vào đây mình kiểm tra lại này. Mình gõ chữ... rồi, hết rồi đấy. Vậy là... không thể chữ ứng dụng đâu nhá. Đấy, mất rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử chạy ở đây nhá. Thử ấn play lại. Nào, nó có chạy được không? Đây, bắt đầu chạy rồi này. Đấy, mọi người không thể tải hai phiên bản cùng một lúc. Một là các bạn lựa chọn tải trên web. Hai là các bạn chọn tải trong chợ ứng dụng Microsoft Store. Thì tất nhiên rồi, nếu mà tải trong chợ ứng dụng thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nó sẽ kiểu ứng dụng nó không đòi hỏi các bạn phải firewall cái gì ấy, không phải bật cái gì liên quan đến tường lửa ấy. Ok, vậy là mình đã vào rồi.
Khéo tải đây nó lại nhanh ngon hơn nhỉ. Install nhá, cài đặt các bạn ơi, cài đặt nha. À, hay là update phiên bản mới cái đã. Rồi, ok. À, không nên chọn cách này nha. Nên chọn login ở đây này. Đó, nên chọn login ở đây nha. Chứ đừng có bấm vào đây rồi chọn cái này làm gì hết á. Các bạn chọn login ở đây, tại vì các bạn đã có tài khoản rồi mà. Các bạn đã có tài khoản rồi thì nên chọn login ở đây nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ nhập cái tài khoản là ID Premium của các bạn vào đây. Tiến hành đăng nhập như bình thường nhá. Vậy là mình đã nhập xong tài khoản cả mật khẩu. Vì mình có bảo mật hai lớp nên game nó đã yêu cầu mình có một cái mã tại cái app bảo mật của mình. Thì mình sẽ nhập cái mã này vào nhá. Ok, vậy là mình đã vào tài khoản của mình rồi. Rất là tuyệt vời đúng không? Mình nghĩ là tải trên chợ ứng dụng Windows này nó ngon hơn ấy, nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn. Và kiểu nó là ứng dụng tin tưởng của máy rồi ấy. Nó sẽ không có cái hiển thị thông báo về từng lửa các thứ. Nếu như máy của các bạn chưa từng liên kiểu các bạn chưa từng biết đến cái ý ấy, thì nó sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Đây là cái app chính của mình nhá. Tiếp theo mình sẽ chọn cài đặt game bằng cách nhấn vào Install. Đây, nó sẽ bắt đầu cài đặt nha. Đó, nó sẽ bắt đầu cài đặt. Rồi, nó đã... Rồi, đã xong rồi nha. Đó, thông báo này, cài đặt thành công này. Successful này. Đã cài đặt thành công. Từ từ nha. Nếu như các bạn kiểu không hiểu về máy tính hoặc các bạn còn nhỏ để xem cấu hình của máy, các bạn hãy tìm vào cái biểu tượng ZPC này. Đó, các bạn hãy tìm vào cái biểu tượng ZPC. Thường thì nó sẽ ở trong ngay ở ngoài màn hình này. Hoặc không, các bạn có thể vào cái folder vàng vàng trong máy này này. Có nghĩa là vào cái tệp trong máy này. Rồi các bạn sẽ tìm bên cái thanh tác vụ bên này này. Đấy, nó sẽ có một cái thanh tác vụ. Đây, các bạn hãy tìm đến cái chữ ZPC như này. Rồi bấm chuột phải vào nó. Chuột phải nha. Rồi, đây là mình dùng Win 11 thì mình cần show thêm những cái sự lựa chọn. Mình sẽ bấm vào đây. Sau đó thì mình sẽ vào Property. Thì đây chính là thông số cấu hình máy tính mà các bạn cần chú ý. Đây chính là thông số cấu hình máy tính các bạn cần chú ý nha. Ví dụ máy của mình đang là Core i5, xung nhịp là 3.5 GHz, RAM là 32GB và tầm là 31.8GB khả dụng. Những cái ID thì chắc mình sẽ che đi nha. Những cái ID của mình sẽ che đi. 64 bit. Đấy, thì đây chính là những cái thông số cơ bản. Vừa nãy các bạn cũng có thể thấy là cái cấu hình thấp nhất mà game nó đề cử là Core i5 và cái RAM mình nhớ là 6GB hay là 8GB gì đó. Thì của mình tận 31 đúng không? 31, 32 thì nó quá là thừa rồi, chơi thoải mái. Thì mọi người hãy làm theo mình để biết được cấu hình của máy các bạn là như thế nào nhé. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trải nghiệm thử xem phiên bản cài chính chủ trên PC với phiên bản mà cài trên web ấy nó chơi có mượt hay không. Rồi, mình đã vào game rồi nha. Nói chung là vào game thì nó không khác gì các bạn ạ. Nó vẫn là như vậy thôi. Mình sẽ xem về phần setting trong game của mình có cái gì hay ho hơn hay không nhá. Vẫn vậy các bạn ạ, nó vẫn lưu cài đặt cho mình. Kiểu cài đặt vừa rồi mình xóa đi ấy, cái phiên bản trên web ấy, phiên bản mình hướng dẫn các bạn tải là trên web ấy, thì đây là cài đặt gốc của mình này. Mình xóa nó đi rồi, mình gỡ cài đặt đi rồi thì nó vẫn lưu vào đây cho mình nhá. Ờ, rất là hay luôn các bạn ạ. Kiểu thường thường mà các bạn tải mới đúng không thì nó sẽ lại trở về như ban đầu ấy, nhưng mà cái này nó lưu lại cho mình rất là hay. Mình xem phần điều khiển nhá. Phần điều khiển thì vẫn thế, nó vẫn lưu lại cho mình luôn á. Vẫn lưu lại cho mình luôn này. Xem phần tùy chỉnh thế nào. Vẫn như vậy này. Vẫn như thế các bạn ạ. Nó không thay đổi gì luôn á. Nó không thay đổi một tẹo gì cả. Sau đây thì mình làm trận cho các bạn xem nhá. Mình làm một trận cho các bạn xem nhá. Nãy mình có xem thì trong này vẫn không xem được quảng cáo các bạn ạ. Vẫn không xem được quảng cáo. Nên mọi người mà muốn xem quảng cáo thì các bạn chịu khó tải giả lập nhé. Có nghĩa là cái này thì để chơi chính này. Đấy, cái này để chiến game chính cho nó ngon này. Còn giả lập thì dùng để xem quảng cáo. Mình mấy cái phần mềm giả lập ấy, mình chơi lag lắm. Lag lắm các bạn ạ. Mấy cái phần mềm giả lập. Máy mình các bạn cũng thấy rồi, nó không phải là cái gì đâu, nó quá là yếu cả. Mà giả lập mình thấy nó ngốn tài nguyên lắm. Giả lập mình thấy rất là ngốn tài nguyên luôn á.
trong này lên thành quả băng. Thấy đâu không? Rồi ok. Rồi thanh niên vẫn bị mình nã cho. Mình phải giải quyết mấy con này các bạn. Ok. Này có một con này. Úi dồi ôi, các bạn thấy chưa? Bảo nó con bò mà. Không có sai đâu. Nó đâm công như thế thì ai chịu nó cho nổi. Rồi thanh niên kia. Mình phải tìm góc để ném với thanh niên kia mới được. Ok ok. Né né ra nào mấy đứa ơi. Giạt giạt ra nào. Úi dồi, dễ này. Tỷ lệ thua đang rất là cao. Tỷ lệ thua đang rất là cao. Tỷ lệ thua của mình đang cao quá các bạn ạ. Làm sao đây? Làm sao để ta có thể tạo sự khác biệt đây? Đòi á. Rồi đi ra đây. Ta sẽ xoay ra đây tiếp. Ok. Nhân kia rồi, mình làm một pha ra đây này. Hello baby, hello baby. Bất ngờ lắm nha. Bất ngờ chứ. Đã làm được cái gì đâu. Này này, thằng máy này. Đâu rồi? Nhìn đây nha, đây nha. Mình có khiên lớp mình không sợ. Mình có khiên lớp mình không sợ. Không đủ sát thương, à đủ rồi, đủ rồi. Mình có khiên lớp mình không có sợ. Mình có khiên lớp mình không sợ. Có khiên lớp mình không sợ. Ôi. Quả là một màn tấn công quá là táo bạo. Nhưng mà không sao, vui các bạn ạ. Vui nha. Vui các bạn ơi. Thanh niên kia đâu rồi đây? Thở oxy rồi. Tầm này thì anh bạn thở oxy rồi. Còn mình con Red Dot này thì chả thở oxy. Nhìn kìa, con Red Dot rất là ấy nha. Các bạn bây giờ mình nói thật chứ chơi gì hay chơi. Ôi kìa, ôi kìa, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Bạn lên bản điểm số chưa? Lên bản điểm số chưa? Mình bạn đen lắm. Ok. Hết rồi, anh nghe hết, hết rồi chơi rồi các bạn. Bạn rất tốt, chúng tôi rất tiếc. Hết rồi. Trò chơi kết thúc. Rồi, 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 rồi. Ok. Ok. Lật ngược tình thế. Được rồi, mình đánh giá như sau là nếu mà các bạn cài đặt trên cái chợ ứng dụng dành cho máy tính ấy, Microsoft Store, thì mình thấy là dễ dàng hơn này. Đấy, và nó không hiển thị những cái thông báo lạ ấy, khi mà các bạn cài đặt trên web. Còn về trải nghiệm các thứ thì mình vẫn thấy là nó y xì đúc luôn. Nó y xì đúc các bạn tải thông qua web mà mình hướng dẫn ấy. Theo mình là những cái bạn mà nhỏ nhỏ này, hoặc là những cái bạn không hiểu nhiều về những cái lỗi game ấy, những cái lỗi, những cái thông báo ấy, thì mọi người nên tải theo cách này nhé, thì nó sẽ dễ hơn. Nó giống như kiểu là các bạn tải game trên CH Play ấy, bấm cài đặt cái rồi chơi ấy, còn tải game ở nguồn thứ ba lại phải cho phép một số quyền, đúng không? Thì theo mình là các bạn nên tải như thế này. Còn về cách chơi này thì nó vẫn không thể xem được quảng cáo các bạn nhé, nó vẫn không thể xem được quảng cáo, nên mọi người muốn xem quảng cáo thì hãy chịu khó tải một cái giả lập, một cái phiên bản giả lập và xem quảng cáo ở trong đó. Xin quảng cáo xong, các bạn lại quay ra đây cài game như bình thường nhé. Và có một lưu ý nữa, các bạn đừng quên, trước khi tải game trên chợ ứng dụng dành cho thiết bị máy tính thì mọi người hãy vui lòng xóa, gỡ cài đặt game ở trên web mà mọi người đang có ở máy đi nhé. Nó giống mình vừa nãy ấy. Có nghĩa là nó sẽ không thể nào mà chạy hai phiên bản cùng một lúc đâu các bạn ạ. Mọi người bắt buộc phải xóa cái phiên bản mà các bạn tải trên web đi, gỡ cài đặt hẳn nó đi, rồi sau đó các bạn mới cài đặt ở trên cái chợ ứng dụng dành cho máy tính nhá. Game thì có thông báo về việc nó đã được lên cái kệ hàng ở chợ ứng dụng dành cho thiết bị máy tính rồi, trên Microsoft Store rồi. Nhưng mà kiểu thời gian vừa rồi mình có quá nhiều nội dung cũng như là nhiều vấn đề phải hướng dẫn mọi người ấy, nên chưa làm được. Thì hôm nay video này phổ cập đến mọi người có một cái cách nữa mình thấy là dễ dàng hơn này, đơn giản hơn này, ít thông báo hơn này, nên mọi người có thể trải nghiệm một cách rất là bình thường và dễ dàng. Xem video này của mình tin tưởng rằng nếu như máy của các bạn đủ cấu hình thì hoàn toàn có thể cài và chơi một cách dễ dàng, nhẹ nhàng nhé. Và còn một điều nữa, nếu đây là lần đầu tiên các bạn tải game trên PC và theo hướng dẫn của mình, mọi người có thể thấy mọi thứ
nó vận hành rất là trơn tru đúng không? Thì đừng quên vào đây và cho game 5 sao nhé. Và bạn có thể viết một câu gì đó. Đấy, các bạn có thể viết cái gì đó rồi gửi để cho mọi người khán giả đằng sau người ta cũng biết là game rất là tốt. Ở đây thì mình không bình luận, mình mà bình luận thì nó lộ tên mình mất. Các bạn thông cảm nhé. Mọi người hãy vào đây và cho game một bình luận, một đánh giá 5 sao nhé. Ở đây có một cái vấn đề là nếu các bạn tải game trên chợ ứng dụng ấy thì mọi người bắt buộc phải đăng xuất ra, logout nó ra, rồi các bạn đăng nhập một cái tài khoản mới, một cái tài khoản thứ hai của các bạn ấy. Còn nếu mà các bạn tải trên trang web ấy thì ở đây nó sẽ có cái dấu cộng để các bạn thêm tài khoản ấy, thì mọi người bấm chuyển đổi giữa hai cái biểu tượng nó rất là nhanh. Thì mình nghĩ đây là một cái điều thiệt thòi khi mà các bạn chơi trên sử dụng phiên bản ở chợ ứng dụng. Nhưng mà không sao cả, mình thấy là cái này nó cũng không phải cái gì đó khiến các bạn quá là khó chịu đâu đúng không? Mọi người cứ chịu khó đăng xuất ra rồi đăng nhập một cái tài khoản mới là được nhé. Tiện đây thì mình cũng hướng dẫn các bạn, nếu như mà các bạn cảm thấy những cái thông báo của trò chơi hoặc là thông báo của bất kỳ một cái thứ gì nhé khiến các bạn khó chịu, thì các bạn hãy bấm vào cái chuông ở đây. Hoặc là Win 10 thì nó cũng có cái tab thông báo đây này. Đấy, các bạn bấm vào đây này. Đấy. Xong rồi các bạn chọn đến cái thứ mà nó đang thông báo nhé. Ví dụ ở đây là mình không muốn game nó thông báo cho mình chẳng hạn. Mình chọn vào dấu ba chấm này. Xong rồi mình sẽ chọn là turn off all, tắt tất cả thông báo ở ứng dụng này đi. Hãy nhớ này, nó có hình tròn xong rồi có cái gạch chéo ấy, gạch ngang ấy. Turn off tất cả. Rồi, vậy là mình sẽ không nhận được bất kỳ một cái thông báo nào. Ví dụ lời yêu cầu gì đó hoặc là thông báo trò chơi, thông báo gì đó mình tắt hết. Cái này cũng tương tự, các bạn cũng có thể tắt hết. Ví dụ mọi người dùng Zalo, dùng cái gì đó mà các bạn cảm thấy là thông báo quá là phiền ấy, thì mọi người hãy bấm vào đây và tắt hết. Nhớ nhá, cái dòng đầu tiên này, turn off all tất cả nhá, tất cả các bạn ạ. Video của mình đến đây thôi. Mình hy vọng là sẽ một cách mới giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm game tốt hơn, nó dễ dàng hơn, chắc chắn rồi, rất là dễ dàng nếu như máy của bạn đủ cấu hình. Thực sự đây là một cái cách rất là dễ dàng, nó không có nhiều cái thông báo để các bạn phải đọc, phải dịch để xem nó là cái gì. Mọi người sẽ chỉ đơn giản là vào chợ ứng dụng này, tải game và chơi, rất đơn giản đúng không? Nếu thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.